đi nước ngoài. Ai cũng nói ra đi cho vui. Mày đi chưa hả? Em chưa. Ừ. Em tính chắc là em sẽ đi. Chị chưa làm. Ừ. Vẫn còn kịp, đỡ hơn là thôi kệ. Như bà đã dùng đồ da liễu á, mẹ kia là đi lấy một người. Kẻ đi nặng cũng đỡ rồi. Không, nhiều người á, mà giúp như họ uống đồ là liễu xong rồi thuốc mình ở bôi mình ở nhanh thì lan hề. Cũng chẳng uống, không có tác dụng gì đâu. Tại vì hồi trước em cũng có một thời em uống với chị rồi. Uống gì thấy không có tác dụng á hả? Lúc nãy mới nặng mấy cục mà nhỏ nhỏ, đau không? Không. Không khóc mới lạ một nữa. Thì đang ừ. Chuẩn bị khoảng tầm, nhưng mà hình như cũng có khách chờ bên đó. Không thì mở phòng kia ra, mà có người ba làm mặt, ba mặt đắp mặt mà hai mặt chuẩn bị nữa rồi. Phòng kia cũng không có người nhiều mụn không hả em? Em hỏi cha. Cha không nghe tập trung. Có dường như vậy. Ủa, em đi cổ.
Đúng không? Màu đỏ. Ở đâu? Thì phù ở đây chị nói này. Nó có gì người cho phát quang hả chị? Cái phổi gì? Chị qua bên đây nào nữa hả? Chị qua bên đây có mặt không chị? Nhiều không nhàn? Được á. Nếu nó nhàn còn làm ăn đi cho anh ta này. Hả? Làm cho anh ta thì. Đây nè, để Hiền làm. Hiền xong rồi, để nhàn làm với nó đi. Vô đây bảo chị vô. Em với tay vẫy vẫy vào đây. Nó làm nha. Em đây cho. Giảm cân đi. Đâu có cô rồi đi. Mẹ bắt giảm ít. Khi mua thì bà ốm lại kêu. Em ráng ăn đi em mất. À, cái vụ thua cái kèo mà ăn bò đấy. Khi mua ăn đi trời. Thua nó cho lê luôn vậy rồi. Không, tối nay gửi gãi lại chứ. Tối mùa đấy. Chị định tối nay làm mày. Chị bán nó qua không? Bán nó qua làm luôn. Làm luôn không? Đúng, này em làm luôn. Chơi lớn. Làm nó không? Hử? Làm à? Chơi lớn luôn. Để chị gọi điện. Sợi lao chạy nhanh nè.
chị tăng bột xí cho mình. Để y đi rồi đâu có cải ký gì đâu, cùng lên theo cái đường này thôi, tán theo cái đường cũ này thôi. Nó làm gì đâu, chị chạy lên chắc xíu xíu xong ủ tê xí. Mấy phút rồi? 11 phút rồi. Được rồi.